thức ăn bị dùng thì những công đoạn kế tiếp nó ảnh hưởng như thế nào đến thành phẩm. Người ta đi vào cái công đoạn đầu tiên đó là công đoạn đem con thú đi để đi giết mổ, để ta gọi là vận chuyển thú, vận chuyển gia súc, các vấn đề về gia súc. Nếu các bạn không vận chuyển tốt thì sao? Stress nè, tính nhân đạo không có nè, chất lượng thì kém nè. Stress các bạn đã giải thích được stress của mình, chất lượng thành như thế nào rồi đúng không? Rồi bầm dập phân tím nè. Rồi gì nữa? Các bạn nếu mà không có qua quản lý vận chuyển của mình để chúng ta vận chuyển sao cũng được thì sao? Các bạn không có nhà cơ nhà nước không đứng tay một chuyện mà quản lý của mình vận chuyển thì mình lấy đâu? Người ta có một quyền của phương tiện là người ta lấy xe nào để vận chuyển được, người ta vận chuyển đi xa cũng được, người ta vận chuyển cũng có bệnh cũng được, đúng không? Mà nếu vận chuyển bệnh thì đó là gì? Lây lan dịch bệnh từ vùng này sang vùng khác. Do đó cơ quan của uy mình phải là cái người giám sát bất kể vận chuyển gia súc chứ không cho vận chuyển chẳng đâu được. Thực ra tại mình không làm trong lĩnh vực, đôi khi mình không biết chứ. Thực ra vận chuyển những cái bạn đều phải có hết. Ví dụ bạn giờ bạn thử mà đem một cái lòng lớn, bạn đem chừng một 20 con gà, bạn chạy qua đường lên bắt liền á, đừng tưởng không có bắt, có đó. Tại vì mình không giờ mình làm không biết ra, thì đều có cái người quản lý đó, cơ quan nhà nước được quản lý đó. Xe tải chở heo là chắc chắn đi được con. Thì mình làm vấn đề phải quản lý là nhà nước phải làm. Nếu mà không làm tốt thì nó có rất là nhiều vấn đề sẽ là nãy mình nói rồi đó. Đây là một cái sự cố mà các bạn đọc trên báo chí thì người nhà nước không quản lý cho cái việc mà vận chuyển quá gần, từ khi gần người ta không quan tâm, đúng không? Thì nó có những sự cố xảy ra như ở cấp tỉnh, đúng không? Đúng rồi. Thì đang còn những con trâu, trong khi nghe cái con trâu sống chuột nào mới hôm qua hôm kia, hôm qua chứ ở Tây Ninh, ở Tây Ninh ở Củ Chi, đúng không? Có một con bê, các bạn chỉ có bê bê đâu nó không tuột ra ngoài xong một cái bà, đúng không, bà tám mấy tuổi bất tỉnh thì cái trong trường hợp này là cái bà bị chết bởi vì con trâu thuốc nha. Bà con trâu này thì vận chuyển đi giết thịt mà do là vận chuyển gần nên người ta dùng phương tiện rất là thô sơ là trên dọc đường nó mới xuất ra và mới chạy ra ngoài nó không người ta nha. Còn giờ mà thấy là vận chuyển không được quản lý, bên cạnh đó chắc chắn là chú lợi mật đảm bảo con đó rất lồng lộn như vậy nè. Hoặc là các bạn có thể thấy ngoài đường, nếu như mà không có sự vận chuyển mà không có quản lý thì người ta có thể vận chuyển lung tung ở đây, người ta vận chuyển thú bệnh đem từ vùng này sang vùng khác. Và hiện nay người ta rất là sợ ví dụ mà vận chuyển gà vận từ Campuchia qua, đúng không, và đang có những chú gia cầm cái gì cả cũng như là ở ở đang hồ thế giới nè, người ta vận chuyển không tốt. Hoặc là bạn thấy hình này nè, một chuyện này cũ đó, nó khả năng một chuyện như vậy thì nó giúp được mình sẽ rất là nghe. Hoặc thậm chí là một chuyện còn những phương pháp rất là vô sơ nếu mà mình không có quản lý. Không chở được xe máy, bạn nhìn xe ghê. Như vậy, cơ quan quản lý nhà nước người ta sẽ làm gì để quản lý vấn đề một chuyện đó? Và các bạn là người thú y, bạn nếu mà ra trường bạn làm cơ quan nhà nước có thể bạn sẽ có nhiệm vụ này. Là làm gì? Mình sẽ quản lý bằng cách là thứ nhất, những cái trang trại trước khi mà họ muốn vận chuyển con thú, họ phải liên lạc và họ đăng ký với cơ quan thú y gần nhất. Thì cơ quan thú y gần nhất để làm cái gì? Để giám sát cái việc mà họ vận chuyển con thú như thế nào. Giám sát không qua là gì? Con thú đó có được phép cho phép vận chuyển hay không? Người ta xin con này vận chuyển, mình có cho phép vận chuyển hay không? Nó đạt được những yêu cầu vận chuyển hay không? Thứ hai là phương tiện vận chuyển họ có đảm bảo không? Nếu như mà họ có cái điều kiện vận chuyển tốt thì con thú tốt, hoặc được quy định tốt tốt thì các bạn sẽ có làm gì? Còn kiểm tra trước khi vận chuyển các bạn sẽ cấp giấy cho bạn qua thú y, sẽ cấp giấy cho họ là động vật đủ điều kiện phương tiện thích hợp để vận chuyển, họ sẽ có tờ giấy giống như Covid vậy, rất là tiêu chuẩn vậy. Và cái tờ giấy này họ sẽ cầm đi để vận chuyển. Trên đường vận chuyển đi thì chắc chắn mình được qua thú y, mình không thể đi theo hết được, mà cơ quan thú y kế tiếp những cơ quan thú y khác người ta sẽ quản lý tiếp tục. Ví dụ họ đi từ tỉnh này sang tỉnh khác thì trên đường đi như vậy thì sẽ có những chốt kiểm dịch động vật, chốt kiểm dịch động vật để mà tới để kiểm tra gì, kiểm tra xem là những cái động vật mà đem đi vận chuyển tới thời điểm này nó còn được phép vận chuyển không. Có khi ban đầu nó tốt nhưng tới đây nó tốt rồi, hoặc là ban đầu nó có như đó nhưng tới đây nó nhiều hơn, do người ta bỏ thêm vậy.
hoặc là phương tiện vận chuyển có còn phù hợp hay không. Có khi bắt đầu phương tiện vận chuyển bắt đầu tốt, nhưng mà tới đây là phương tiện vận chuyển có gì là khác rồi, người ta đổ phương tiện vận chuyển rồi thì nó phải kiểm tra tiếp tục nha. Người ta gọi kiểm tra lại tiếp tục phương tiện để mà đánh xem đánh giá xem những cái con này có được các vận chuyển những phương tiện tốt không. Trên đường đi nó tùy theo số lượng tỉnh mà chúng ta đi qua nó sẽ có được kiểm tra nhiều hết, và cuối cùng là tới kiểm dịch tới lò mổ chúng ta sẽ đưa con thú lại lò mổ nha, để mà giết mổ. Thì đây người ta là gọi là kiểm tra trước giết mổ, là kiểm tra chúng ta trước khi vận chuyển nha, và tới lò mổ khi đưa vào trong lò mổ rồi nha, thì người ta kiểm tra trước khi giết mổ. Như vậy các bạn sẽ có tiêu chuẩn, có những quy định về động vật được phép vận chuyển, phương tiện như thế nào, phương tiện được phép vận chuyển nằm trong những quy định quy định quy, được không? Đó. Những cái động vật nào được phép vận chuyển và phương tiện nào được phép vận chuyển, và kiểm tra định kỳ, kiểm tra nếu mà vận chuyển để biên giới. Còn sau khi mà tới là mổ rồi thì bọn mình sẽ học thêm một chương trình tiếp theo, chỉ sẽ làm là kiểm tra trước khi giết mổ. Tại vì con này được tới giết mổ, con mà không được giết mổ. Rồi sau khi giết mổ xong, phải có một bước nữa là kiểm tra sau giết mổ. Nha. Vậy chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên là đang từ trang trại cho tới lò mổ này. Cái này coi, đó là đánh giá con thú được cách vận chuyển hay không, phương tiện được vận chuyển hay không, và các vấn đề trong quá trình vận chuyển này cũng có vấn đề. Đó là điều kiện. Như vậy tự nhiên chính ở đây là tôi nói là điều kiện để con thú được cách vận chuyển, và cái những vấn đề liên quan tới vận chuyển, cái trong một con nào cho thú như thế nào, những vấn đề liên quan tới an toàn trong quá trình mà lùi dẫn, và cuối cùng là phương tiện phải như thế nào. Đây. Rất là nhiều trường hợp các bạn không làm tốt cái công đoạn này, các bạn người ta đổi xe, người ta nhập xe khác vào. Đấy. Rồi có khi là có nhiều trường hợp mà đang đi một đường nó bị, nếu mà đi xa một vài ngày đó, thậm chí là những con như vậy. Tuy nhiên thì những cái người mà người ta bán heo ở cái bán con thú ở cái trang trại này mà heo bệnh thì người ta sẽ không đi đường này đâu, người ta đi đường khác. Thì đường khác thì không thể đưa lò mổ này được, thì ta giết mổ đường khác, và giết mổ đường khác thì không thể đi chợ này được, thì chợ khác kiểu như vậy. Thì đương nhiên ươi mình không thể nào mà làm hết tất cả, nhưng mà cái quản lý về hành chính nó sẽ giúp cho giới hạn rất là nhiều. Mà người tiêu dùng phải là người quyết định mua đâu. Rồi điều kiện để con thú được khác vận chuyển, nhưng con thú như thế nào sẽ được vận chuyển, nó rất là giống cái trường hợp gì mà thời Covid mình có này. Ai được phép đi cầm thú đi được cả cái giấy tờ đúng không? Con thú vậy thôi, nhưng mà đương nhiên nó tính ra nhóm chứ không phải từng cá thể được. Thì những con thú được phép vận chuyển là con thú gì có nguồn gốc từ vùng an toàn dịch. Như vậy là nếu các bạn là cái trại đang trại mình, khu vực mình đang có dịch, các bạn sẽ không cách gì làm. Bởi vì các bạn là cái điều kiện đầu tiên là không được rồi. Cái vùng đó phải là vùng chưa không có dịch, đang không có dịch gọi là an toàn dịch. Do đó nên những cái chi cục, những cái cơ quan chính quy của tỉnh đó, họ rất ngại công bố dịch. Bởi vì là tỉnh này đang có dịch thì sao? Dịch rất là hẹp ở Thanh Bái rồi. Là những người dân rất là nhiều. Hay là vị này mà công bố dịch một cái là theo được vị này không phải rồi. Nhưng mà nếu mà không công bố dịch thì có vấn đề gì? Bạn cho cái bắt nghe. Đúng không? Thành không có dịch bắt đường mà còn phải cho cấp giấy đi thôi. Đây là gì được không được? Thì đó là cái chủ tư mà cân nhắc rất là kỹ chi phí như là thiệt hại. Nếu mà không công bố như là công bố thì như thế nào, thì nếu không công bố thì phải làm gì thế này, đó là một cái chúng tôi mình góp tay một cái chuyện là góp kinh tế rất là nhiều cho cả nước thì mọi người cũng vậy. Rồi con thú là phải nằm ở vùng không có dịch nha, an toàn dịch. Thứ hai, gia súc trong tình cảnh sức tốt, không có dấu hiệu bị nhiễm, con chúng mình khỏe mạnh thì được cho bán. Nên mặc dù cái vùng mình cái vùng an toàn dịch, tuy nhiên cũng có những khác phải có cái bệnh sức khỏe. Cái này là thực tế cũng bị nhiều đấy, chúng ta phải và nó khá đúng không? Nếu như mình là cơ quan thú y là mình kiểm tra mình cho các đi mà mình có giải pháp đó, trên tay là rất là nhiều trường hợp là ở trại này người ta muốn bán thì người ta sẽ báo là thú y sẽ xuống giám sát coi số lượng, coi những con thú này trước khi giết mổ, coi trước khi vận chuyển nó tốt hay không. Thì thực ra là mình phải đang một khung cái như này, mình ngồi để đó mình kia giấy luôn, rồi xong họ tự làm luôn. Rất là nhiều trường hợp như này, rõ ràng đó mình không làm đúng chức năng của mình, trách nhiệm của mình.
nhưng mà cũng có khá nhiều. Rồi, có chứng nhận tiêm phòng quy định. Rồi, tiêm phòng quy định là tiêm phòng gì? Muốn vận chuyển con thú giết mổ, các bạn phải chấp nhận là con thú đó phải có tiêm phòng. Nhưng tiêm phòng cái gì? Không bệnh chuyên nghiệp, bệnh chuyên nghiệp. Đúng rồi, không bệnh gì. Lại một lần nữa. Con gì thế thầy? Con gì thầy? Con heo. Heo. Lông móng. Bây giờ chỉ cái lông móng thôi nha. Nha. Còn các bệnh khác thì là khuyến khích thôi, còn không bắt buộc. Nha, vì đó các bạn đi chỉ có nghe thì bạn có giấy tờ chứng nhận là cái lông móng. Hôm nay có nghe các bạn nuôi ở nhà thì làm sao mà có giấy tờ được? Các bạn nuôi ở trại thì làm sao có giấy tờ được? Ra đơn giản bởi vì để một lông móng là vaccine mà nhà nước quản lý, do đó các bạn sẽ mua vaccine chỗ nào đó thì họ sẽ cấp cho bạn giấy. Ví dụ bạn mua 100 liều thì bạn cấp giấy 100 liều nha. Còn là người ta ghi sổ bạn là đã mua 100 liều từ thời điểm đó, như vậy các bạn cũng bán 100 con heo, các bạn bán 3 lần thì người ta sẽ mỗi lần là 2 con, rồi người ta sẽ ở gì bây giờ 3 con này đi. Người ta sẽ ở như vậy là tôi sẽ cấp cho bớt trong liều nó mua rồi thì cấp cho trong khoảng thời gian này cấp cho là 30 con, các bạn sẽ lấy 30 con đó làm tờ giấy và 30 con đó thôi. Tôi là người lái heo xem đi được, tôi người ta có 30 con này nhưng mà còn một trăm là không ra con của con và không biết được nên nó chỉ đó thôi, chứ không đến mức độ mà từng con riêng đâu, nó không như người mà không biết được thì mình xác định từng con được ha. Vậy là tính cái số lượng rất nhiều và số lượng cần mua thuốc của chi cục, à chi cục là những cái bên đơn vị mà chi cục ủy quyền cũng như một số cái đại lý mà có, à. Đó là chứng nhận tiêm phòng theo quy định. Còn trước đây trên gà thì nó còn có bệnh cúm gia cầm nữa, nha, cúm gia cầm. Mà cúm gia cầm người có những thời điểm mà người ta quy định cúm gia cầm nhất là phải tiêm phòng và thứ hai là phải đủ kháng thể. Tức là bạn mua vaccine diệt và chích vaccine cúm gia cầm xong, trước khi bạn xuất con gà đó đi thì báo qua tôi, chúng ta qua tôi tới lấy mẫu máu từ 20 con kiểm tra kháng thể thì phải trên 70%, thế nhưng còn ở dương tính thì người ta mới cấp tờ giấy cho tự kiểm được. Nhưng mà hiện nay bỏ đó rồi, bởi vì cũng có nhiều vấn đề đó, bởi vì cái thời gian để mà tạo kháng thể nó là chậm, nhưng mà bán thì con gà bây giờ không biết bây giờ chỉ có là 30 mấy ngày là bán rồi, có khi nó lại không có đủ kháng thể, nó rất là ảnh hưởng cho người dân. Nên thì nghe mới dạy mà đầu tiên có anh bó thôi. Rồi tình trạng vệ sinh sạch sẽ, phải rất sạch sẽ thì mới cho một chuyện đi ha. Thời gian ngưng sử dụng thuốc theo quy định thì bạn thấy là đa số là bạn đều có những thời gian ngưng sử dụng thuốc, nhưng mà bạn có những cái thuốc điều trị hoặc là phòng bệnh gì đó chẳng hạn thì thời gian cho nên cái tiêu chí này tiêu chí rất là khó mà kiểm soát, sao bạn biết được gì. Các bạn là người có khi bạn tới trực tiếp trại luôn, các bạn cũng không thể nào biết được là con nào là ngưng sử dụng không thì quy định. Nhưng mà trong một số trường hợp người ta cũng thấy ổn nhiên có, ví dụ chi cục người ta có những nguồn mẫu định kỳ mình thấy là ổn nhiên thì bạn cũng được bởi vì rất tồn dư, nhưng mà thực ra cái này là cái không dễ để kiểm soát. Rồi sau khi mà nếu mà những gia súc có đủ điều kiện để vận chuyển thì bạn cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh đối với động vật, đủ tiêu chuẩn vệ sinh tức là những tiêu chuẩn đặt ra liên quan tới an toàn dịch bệnh, à, thì người ta sẽ cấp cho các bạn tờ giấy chứng nhận cũng như động vật đủ điều kiện để người nuôi động vật được. Thực ra cái này cũng đâu nó giống một trường hợp nữa các bạn, nó giống trường hợp các bạn vận chuyển đi chỗ khác. Ví dụ như tôi có trại này, tôi muốn vận chuyển con thú được đi trại khác, nó cũng là vận chuyển thì ở đây nó cũng có thể áp dụng được, ha, không phải vận chuyển đi giết mổ, ha, vận chuyển đi trại khác các bạn cũng phải tuân theo những điều này, được không? Rồi, tôi bảo cái này những cái thuật ngữ trong một cái gì cái nào là vệ sinh thú y, đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y là gì, tiêu chuẩn vệ sinh thú y là gì, ha. Quy trình thực hiện, cái này tôi sẽ đi qua nhanh, nhưng quan trọng là cái trại khi mà người ta muốn thú y tới để kiểm tra để cấp giấy á, thì các bạn nguyên tắc là phải có khu cách ly. Tức là sao? Các bạn muốn bán 100 con, các bạn phải luồn 100 con heo ra một khu để bán,
chứ không có cái chuyện mà vào trong trại. Thì nguyên tắc là phải như vậy nha, nhưng mà trại nhỏ đương nhiên không thể làm được đâu, những cái trại lớn thì phải làm được. Rồi để chúng ta, rồi ngoài kiểm tra ra thì trong quá trình mà các bạn kiểm tra đó thì các bạn thực hiện với con không được các công việc gì như con bị bệnh này, con không đứng dậy được này, con có thể bị mù này, con có thể là bị đau đớn. Thì các bạn những con này các bạn phải làm gì đó, hay là an tâm cái này chết ngay chết chết tại hiện tại không được các đi để chuyển được. Những con mới sinh thế này đây là những con không được các công việc, thì các bạn có những con quá khó học cũng không được các công việc, còn bị chấn thương những con bị các công việc. Vậy là nếu mà một trại người ta đem ra những đứa con của từ bệnh viện đó ở một cái khu riêng và các bạn là người thú y tới kiểm tra để mà cấp cái giấy á, thì làm sao các bạn biết con nào không được bệnh viện và nào con nào bệnh viện? Các bạn tin cái người người ta nói ừ con này phải hết và ký giấy có không? Không thể vậy được đúng không? À, nguyên tắc các bạn phải tới, các bạn sẽ quan sát, ít ra mình cũng phải quan sát sơ coi những con bệnh viện là coi như thế nào. Rõ ràng các bạn không thể nào mà kiểm tra từng con được nếu người ta bệnh viện lượng lớn. Như vậy bạn cần có cái con mắt quan sát bao quát nha. Thì đây là có những cái cách để bạn nhìn sơ qua, bạn đã được bạn nhìn tổng quát, giống như bạn điều trị gọi là chịu trách nhiệm thú y cho một trại thôi, bạn không thể tới từng con bạn coi nó có bệnh hay không, bạn sẽ đi từ đầu cuối tới cuối, từ đầu giải cuối vậy, bạn có bao quát và sẽ tìm có con vấn đề. Thì bác sĩ luôn giỏi hay không là cách nhìn tìm ra con vấn đề. Chứ mà cái người mà không có kinh nghiệm á, bạn vào cái đi là ủa sao thấy con nào cũng khỏe không có vấn đề gì hết, là không có kinh nghiệm. Còn cái người giỏi là cái người mà có kinh nghiệm, cái người đi một chồng con này không có thể không bị con này là giỏi hơn cái đó được nha. Thì bác sĩ thú y mà để làm kiểm tra cái con giò con lợn này cũng giống như là làm ở trại, các bạn chỉ nhìn bao quát có con nào tách rời ra, con nào màu sắc đặc biệt, con nào mà nó nhìn nó cái gì nó không muốn chơi nhưng mà cũng đi lại nằm một chỗ thế này, cái đó còn gọi nhìn kỹ hơn. Thì đây những tiêu chí những cha thì các bạn có thể nhìn vào con nào đặc biệt, con không muốn kêu là các bạn đi vào các bạn thấy là có nhiều con nó rất là hiếu kỳ, có nhiều con thì các bạn biết nó khỏe mạnh thôi, nó tới nó hửi các bạn, nó cạ nó ủi chẳng hạn, có nhiều con thì nó không làm gì hết mà nó nằm một chỗ là biết là nó vấn đề. Như vậy các bạn sẽ loại trừ được những con đó liền để mà không cấp giấy. Tôi đã cấp giấy 3 thì người ta nói cấp giấy 100 con thì có 3 con người đóng dấu không có con của chúng ta, tôi còn 90 mấy con cấp giấy thì 90 mấy con thì rõ ràng các bạn không thể là người ta cũng không phải đi làm theo các bạn thôi, tôi vẫn chỉ có nó đi vấn đề đi dọc đường cái trạm khác người ta sẽ kiểm tra nữa mà. Những cái con mà nhìn bên ngoài các bạn có thể đánh giá được ha. Rồi nếu như mà nó có vấn đề như vậy thì các bạn không cho các bệnh viện, thì các bạn sẽ bước vào cái công đoạn nữa, các bạn giám sát cái việc mà người ta vận chuyển như thế nào. Thì công đoạn chỉ đầu tiên là đem con thú lên trên xe, rồi sau đó các bạn thứ hai là vận chuyển trong suốt quá trình vận chuyển, thứ hai là đưa con thú xuống xe. Thì công đoạn đó các bạn có thể là giám sát được cách người ta không phải chỉ là con thú khỏe không, đôi khi con thú khỏe nhưng mà cách người ta thì không tốt, con thú cuối cùng có vấn đề. Từ đó các bạn phải quan sát và hướng dẫn cũng như là bắt người ta làm theo cái vấn đề về phúc lợi đầu tổng. Thì đây tôi sẽ trình bày để nói một chút về cái những cái vấn đề về cầm cổ và lùi làm sao để nhỏ cho nó đảm bảo phúc lợi đầu tổng. Thì mục tiêu của việc cầm cổ lùi dẫn đó là các bạn phải làm việc sao cho dễ dàng, thực ra nó cũng sẽ là một phần góp và bảo vệ sức khỏe cho con người. Bởi vì nếu các bạn không quy định những cái cách lùi dẫn tốt á, không hướng dẫn người ta hoặc không bắt người ta làm theo đó, thì có thể là nó sẽ gây tác động xấu cho cái người lùi dẫn. Và rõ ràng thực ra nói là kinh tế nó cũng rất là tốn kém, bởi vì các bạn mà lùi dẫn không có phương pháp đó, là mất thời gian rất là nhiều. Tôi nhớ hồi xưa mà làm trại là những cái trại bây giờ á, người ta có đường lùi dẫn đó, người ta xây cái đường lùa cú đi đúng không, còn hồi xưa là không có đó, tận dụng. Nên là mỗi lần mà cả trại mà muốn lùa đi bán, cả trại vận động tất cả người trong trại ra, biết làm gì không? Chẳng theo lại cầm bảng gì đó để kéo dài những đường như vậy, kiểu như vậy thì rõ ràng mất rất thời gian và chi phí nữa, và có khi còn hòa thêm nữa.
Vì đó nên cái phương pháp quyền là phải hiệu quả, hạn chế được rủi ro cho người làm việc và không gây tổn thương cho con thú. Mục tiêu của việc giám sát đó là phải làm hướng dẫn ta chúng ta làm tốt để nó có những cái vấn đề như vậy, hay giảm stress và có cái đạo. Thì thật ra thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cơ sở vật chất. Nhưng hiện nay người ta có những cái quy định, có những cái các bạn về mặt kiến thức là cũng nên biết thêm về chúc lợi động vật, về tập tính động vật để giúp cho vấn đề về nuôi dưỡng tốt hơn. Trong đó các bạn phải nắm được những vấn đề, thứ nhất là cái tập tính liên quan tới vùng bảo vệ, thứ hai là biểu hiện của con thú, và thứ ba là những cái dụng cụ mà các bạn nuôi dưỡng, và thứ tư là những yếu tố sinh nhãn. Bốn yếu tố này nó giúp cho bạn hiểu được tập tính động vật trong nuôi dưỡng. Tôi biết là mình học mô tập tính động vật có đề cập tới vùng bảo vệ bây giờ chưa? Có học không mô tập tính động vật không? Không biết là học gì, không nghe đề cập tập tính là uống tập tính nuôi con. Tập tính là cái môn rất là quan trọng mà hồi đó giờ mình hơi lơ là, bởi vì thực ra các bạn điều trị tốt, các bạn nuôi dưỡng tốt á, thực ra bạn hiểu tập tính của nó, các bạn mới tác động tốt được. Mình thực ra cái vấn đề về tập tính mình rất là ít môn học hay là không có nhiều, không đặt nặng, chứ thực ra thì tập tính là cái môn rất là quan trọng. Sau là trường đi làm các bạn cũng hiểu tập tính, vì các bạn điều trị chó mèo đi, các bạn muốn điều trị tốt, muốn can thiệp tốt, không có ảnh hưởng tới mình thì cần hiểu tập tính đó. Rồi đối với lại người dẫn để mà đem đi vận chuyển, đem giết mổ thì nó có những cái vấn đề tập tính như sau. Thứ nhất là vùng bảo vệ. Cái từ vùng bảo vệ là tôi dịch thôi, chứ còn thực ra là tự vệ bảo vệ gì đó nó còn được lai cũng xôn, nghe nó cũng hơi rất khó dịch, muốn dịch sao nó xuông. Thì vùng bảo vệ này nghĩa là gì? Người ta nói vùng bảo vệ này có nghĩa là cái vùng mà con thú cảm thấy an toàn. Vùng xung quanh nó mà nó cảm giác an toàn, tức là nếu mỗi con nó sẽ có một cái vùng xung quanh mà nếu như là bất kỳ cái gì xâm nhập vào cái vùng đó thì nó sẽ cảm giác bất an. Cái vùng đó, cái xung quanh đó. Người ta, người vậy thôi, các bạn ngồi đó mà nếu mà có người nào tới gần, gần không quan tâm, không quan tâm, gần cái một mức độ đó thì bạn sẽ thấy là nó khó chịu, đúng không? Thì những cái vùng đó, khoảng cách đó thì là vùng bảo vệ. Con thú vậy đó các bạn, thấy là nó cái gì xâm nhập và vùng vệ cứng này khi đấu tranh bằng vài hôm nay là có vấn đề. Thì các bạn vùng bảo vệ. Cái vùng vệ sẽ phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào mỗi con khác nhau. Cái quá trình chăn nuôi của nó có tiếp cận con người nhiều hay không, đúng không? Con nhạy cảm hay không, cái vùng bảo vệ nó sẽ như thú hoang dã thì vùng bảo vệ rất là lớn, là ai xâm nhập vào cũng được, nó rất là sợ. Thì đối với bảo vệ các bạn có hiểu được là trong vùng bảo vệ các bạn sẽ có cái vùng đối với bò này, con người ta rất là sợ bởi vì nó lớn hơn so với heo, thì người ta có cái vùng phía dưới đây 45 độ đây thì người ta gọi là vùng con thú nhìn đường mặt hai mắt, còn cái vùng này là vùng mà thú nhìn đường một mắt, còn vùng này là vùng mù. Thì người ta vùng mù là nó không thấy, cái vùng giống như bạn đi nó xe tải nó có cái điểm mù xe tải như vậy đó. Thì cái này là nếu như mà chỉ nhìn bằng hai mắt nó sẽ nhìn rất là rõ, còn nhìn một mắt thì nó sẽ thấy nhưng nó sẽ không phân biệt được, trừ khi cái đó di động, nó chỉ nhìn diện được khi di động. Cái vùng này là gọi là vùng của mắt, mắt đứng yên tối đen sao di động nó thấy, nó thấy. Rồi trong cái vùng bảo vệ đó người ta cũng phân thêm một kiểu nữa, cái tên là từ hai cái vai có bò ra thì thẳng ra, tức là điểm cân bằng trong vùng bảo vệ. Điểm cân bằng nó sẽ giúp chúng ta xác định được là cách tương tác con thú, bởi vì nếu như các bạn xâm nhập bảo vệ con thú sẽ không tương tác công bằng và nó sẽ làm sao để chạy đi để nó vẫn duy trì được cái bảo vệ của nó. Thì người ta thấy là cái điểm cân bằng là cái điểm mà người ta thấy nếu như là các bạn xâm nhập cái vùng bảo vệ ở trước điểm cân bằng thì con thú sẽ rẽ lại, rẽ ngược lại. Còn nếu bạn xâm nhập cùng bảo vệ ở sau điểm cân bằng thì nó sẽ đi thẳng. Hình dung được không? Và thứ hai nữa, các bạn muốn xâm nhập cùng điểm cân bằng sau điểm cân bằng để cho nó đi thẳng đó. Và các bạn muốn là an toàn cho con người thì các bạn phải dùng cái dụng cụ để các bạn xâm nhập vào vùng bảo vệ của nó, chứ bạn không thể người đi dài được. Và thứ hai là các bạn phải làm sao có sự di động.
ta có thể làm. Một số trường hợp người ta đi vào luôn, có số trường hợp người ta dùng những dụng cụ để đeo lại cơ là thiếu. Thay vì các bạn cũng được thành thiết đi vào vùng biển của mình đó, vào cái vùng an toàn đó trước biển của mình, sau khi mình tùy theo mục tiêu của mình để nó thước thẳng hay là thước rẽ, thì các bạn sử dụng cái cờ để phải cái cờ đó không có một chút sợ đâu, chẳng qua nó chỉ là những cái vật mà nó có thể thấy rõ ràng được, chứ còn các bạn đi vào hoặc làm dùng dụng cụ khác thì là khó, nó có nhận diện được. Nên cái cờ cũng sẽ dễ nhận diện hơn, cho nên nó phải đang có sự di động, nó sẽ dùng nhìn được ở phía cái vùng mà nhìn được mắt. Và xâm nhập trước cân bằng thì nó sẽ gặp phải, và sau cân bằng thì nó sẽ đi vào. Đó là cái cách để người ta sẽ thiết kế những con đường dẫn như thế nào, cách tiếp cận con đường như thế nào để dễ cân bằng. Đó là dùng. Đó, trong vận chuyển các bạn sẽ làm ra dùng cờ, chúng ta đưa cái cờ lên để con bò đi thẳng lên. À, muốn con bò lẻ bên đây thì chúng ta sẽ đứng xâm nhập tuần ngay trước của cân bằng thì bò sẽ lẻ. Chúng ta xây dựng những cái dụng cụ như nhà lưu diễn, nhà tương tác rất là nhẹ nhàng. Không cần phải la, các bạn mà đi thấy Việt Nam mình là lùa heo lùa bò gì là toàn là la không à, mà các bạn thấy la là rất là khó, càng la là càng khó, khó lùa, càng la càng lùa. Tại sao đúng không? Nó càng hoảng, mà người ta gọi là yếu tố sao nhẹ. Thực ra là tâm lý con người cũng y chang như vậy. Các bạn có làm gì bình thường mà làm được, mà ai la lên các bạn sẽ làm cũng được, đúng không? Nhất là lái xe. Và có lái xe một mình thì chạy không sao đâu, có người ngồi sau mà chỉ đường rồi chỉ xe bên đây bên kia một hồi là các bạn chạy không được đó. Đó là sự sai nhẹ. Thì trong lùi dẫn của chiếc bộ hay là lùi dẫn lên xe, người ta cũng đi theo hướng này thì mà con bò đi sẽ đẩy lên thì nó sẽ đối với trâu bò người ta sợ thì nó có những vấn đề, những cái con mà nó rất là dữ, các bạn những con mà nó rất là nhạy cảm stress, cái người mà xử lý không tốt thì các bạn sẽ có những vấn đề trong những cái con trong một chuyện. Rồi cái ý tiếp trong cái trong cái vận chuyển tốt á, thì các bạn cần gì? Cần nhìn những con thú để các bạn hình dung được là khả năng mình tương tác nó dễ hay không. Các bạn có những cách để nhìn ra ngoài nhìn tổng quát rồi, bạn nhìn cái nó có những biểu hiện để bạn biết bạn nên chỉnh sửa được bạn chút. Thì thường là con bò trong giết mổ người ta sẽ nhìn là cái đầu và cái đuôi là hai cái để giúp ta nhìn được, hiểu được nó. Bạn nhìn con chó bạn nhìn cái gì để biết được là con chó này nó dữ không dữ, nhìn gì cái tai nó vậy, nhìn cái tai nó và nhìn gì cái đuôi nó cũng là được đúng không, nhìn cái tai nhìn cái đuôi, những cái đó là biểu hiện đó. Thì con bò người ta nhìn đầu đuôi nè, ngoài ra người ta gọi là gì phản ứng của nó được, nó có lăn gầm rống gì không chẳng hạn ha, những con tò mò chúng con có sự thì bằng cứ như vậy. Những phản ứng này các bạn sẽ có những phản ứng này nó sẽ tương ứng với lại những cái ý của con bò. Ví dụ như là cái hình này, đây là bầu trời, ở đây là con bò bắt đầu là có vấn đề này, nó gọi là slightly antagonistic, tức là gì, bắt đầu là một chút đối kháng này, chống đối nhẹ, hai đi hành tại bên này rất đối kháng, chống đối nặng. Còn đây gì, confident, tự tin, tự tin không sợ mình, dĩ vậy cũng tạm nè. Con này là con gì, submissive, con này nó bắt đầu tò mò, nó hiếu kỳ, nó hơi sợ sợ, nhưng mà con này thực ra con này nó không phải là con khó để lùi dẫn đâu. Nhưng các bạn phải cho nó thời gian, nếu mà bạn trong thời gian để nó quan sát nó thấy được mọi thứ thì sẽ luyện nhẹ. Nhưng con này nó sẽ có thể phản ứng ngược lại, con này nó sẽ thêm thời gian. Còn con này là chuẩn bị nó trong rồi, các bạn nhìn cái đầu nó hướng đầu là biết được, hoặc bạn nhìn đuôi nó bạn có thể đoán được. Ví dụ như là lần đầu tiên là con bò bình thường đúng không, lần thứ hai các bạn thấy tay của nó cắt để bạn xem còn có bằng gì không. Sợ sợ các bạn. Còn con này sao đây? Yeah, low ping. Đang đe dọa. Hoặc là Đang hứng. Rồi, dừng nha. The sexual excitement. Còn con này là galloping là gì? Chứ ra nó bị gì vậy? Con này là con chuẩn bị chạy nè. Đấy. Con này là con nó sẽ phóng rất là nhanh nè. Đang chuẩn bị phóng nhanh nè. Còn con này là con
chuẩn bị đá chơi có thể là đá mình ví dụ như vậy các bạn nhìn tập tính động vật các bạn được rồi. Trong đường dẫn người ta còn dùng cờ hiệu, hãy cờ hiệu là tôi nói là các bạn có thể dùng để mà tạo sự cử động để xâm nhập cái điểm cân bằng sau điểm cân bằng hoặc trước điểm cân bằng ha. Thì ở nước ngoài người ta xài rất là nhiều cờ hiệu, tuy nhiên nó phải phối hợp với lại những cơ sở vật chất để dễ dàng, chứ không phải là cờ là dễ dàng thì nó rất nhiều người ta dùng để mà che nó lại, che mắt tầm mắt lại trong cái trường hợp mà nó có cái đường dẫn như vậy để nó không đi được. Và thế mà đang đi vào với cái tờ và để trước mặt nó thôi là nó tạo liền ha, là các bạn cho nó là trái là phải thì bạn đó là người tập tiếp xúc đi với điểm trên trước điểm cơ bản đó thì bạn nhìn cái cờ này cũng là dơ cao để mà đây là nghe đồng nhìn cái cảnh này thì đó là dùng cờ. Ngoài ra trong đường dẫn người ta cũng dùng phương pháp là dùng roi điện để cho nó để hạn chế sử dụng, đặc biệt là trên hướng nhỏ mà các bạn không được phép sử dụng mà cùng một vị trí mà giữ một thời gian. À, không được trừng dây, nó không cho phép mà sử dụng nhiều này. À, và lưu ý roi điện không có, bạn không nên gọi là mình lạm dụng quá. À, bởi vì anh cũng có rất nhiều stress rất là lớn. Và thứ hai, đôi khi một số người lạm dụng nó cứ cái gì cũng xài roi điện, nhưng mà các bạn quên có một điều là có khi con thú nó không có thể tuân lệnh các bạn theo cái hướng dẫn mình dẫn đi nữa đó, là do những yếu tố khác. Ví dụ như tất cả cái gì vật dụng cản đường thì các bạn phải quan sát kỹ mới trong trường hợp mà các bạn quyết định xài roi điện. À, rất là nhiều người cứ thấy cái đẩy đi hoài mà thực ra phải cái bước cái chân hay là bước cái gì chẳng hạn, bước cái bậc thềm chẳng hạn như vậy, khi dùng roi điện đó là hạn chế sử dụng. Thì cái việc mà các bạn sử dụng cái cách mà nó lùi dần đôi khi nó không hiệu quả, ngoài kinh nghiệm của mình thì bạn lưu ý thêm nữa có thể là do yếu tố sao nhẹ. Nếu tôi sẽ nhận tác động được cái hiệu quả của cái người dẫn. À, ví dụ như trong trường hợp này, đây là một cái clip mà người ta ví dụ về yếu tố sẽ nhẹ. Thì ví dụ như trong trường hợp này các bạn sẽ người ta dùng cái đường dẫn đó là những dạng mà cong như vậy thôi, thì nó có cái đèo, nó sẽ yếu tố dẫn bên ngoài rất là nhiều. Thì đó các bạn không được phép lùi dẫn quá nhanh, lùi dẫn nhanh rồi nó sẽ lộn xộn lên này. Cái thứ hai nữa là cái đây có thể là gió hay là tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến cái lúc nhẹ đầm nhẹ. Thứ ba là cái thiết kế có vấn đề, ví dụ như bạn thấy là ở đây nó có những chiếc hơi bọc, ở đây nó có nước ảnh hưởng đến lùi dẫn như thế nào, đang lùa có nước nó lại nó uống, nó dừng lại nó uống, nó uống hả? Đơn trần cũng là một cách ha. Đơn trần thì không chỉ nước không, là cái nền đơn trần cũng bình thường cũng có ha. Tuy nhiên người ta không có làm đơn trần, không nên làm đơn trần như vậy thì nên được ha. Thế nên nước ở đây là có một cái case study mà đó là cái vấn đề về thiết kế là bị lỗi dẫn tới là con thú rất khó lùi dẫn ở vị trí này, bởi vì nó không phải là sợ ướt chân mà là đi tới đó nó sẽ bị sa nhẹ, nó vừa đi tới là bóc bóng này dưới nó liền cái nhịp mình nha, và nó dừng lại thì con phía sau của nó sẽ có vấn đề, con phía sau của nó sẽ có vấn đề kiểu như vậy. Thì đó là những cái lỗi trong cái thiết kế này ha. Và cái lỗi đó cũng có thể do mình lùi dẫn mà mình không có kinh nghiệm, mình cứ la hét thì gọi là xử lý cắt quãng. Các bạn có cái clip này, cái lúc này cái clip này là một trong những ví dụ và tại vì tôi chạy được cái clip này là cái anh lùi dẫn anh cứ la xong rồi chạy lên lùa chạy xuống chạy lên thì thuộc đó là lùa dẫn khác quản, các bạn không có phải làm chậm ha, nhưng mà các bạn phải kiên định theo một cách hướng dẫn thôi, chứ các bạn thay đổi sạch không làm được ha, cũng rất là khó. Và tiếng ồn xung quanh cũng có thể là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hiệu quả của việc lùa dẫn. Như vậy quy tắc chung trong cái việc mà lùi dẫn con thú là đánh giá hành vi, không có nhìn vào con thú để biết được con thú nào mà lùi dẫn dễ, con thú nào cho thời gian, quan sát ở của nó tiếp cận này, và có những con phải thật sự cẩn thận, những con có sừng chẳng hạn. Nếu các bạn lùi dẫn khó quá thì các bạn nên làm gì? Chia nhỏ ra, không nên lùi dẫn một lần quá nhiều, nên lùi dẫn. Rồi các bạn phải tận dụng cái nguyên tắc về vùng an toàn, điểm cân bằng.
để lùi dễ dễ hơn. Nha. Cho con thú có đủ thời gian để quan sát này. Sử dụng cái dụng cụ cách nhân đạo, hạn chế xài roi điện, nha. Nên xài cái gì là hiệu nha. Rồi di chuyển từ chỗ tối sang chỗ sáng hơn thì nó dễ, không nên di chuyển từ chỗ sáng sang chỗ tối. Nên thì nó để con thú đi thẳng, bạn cũng thấy là người ta sẽ tạo cái đường từ tối đến sáng, nha. Thì con thú sẽ đi dễ dàng hơn. Khâu đẩy để làm cho xúc đi chậm chạp, tức là mà không dùng áp lực để đẩy càng khó hơn được. Chia những nhóm nhỏ thì đó là những cái nguyên tắc trong cái lùi dẫn con thú. Lùi dẫn em có thể là lùi dẫn con thú đi lên xe từ trại đi ra chỗ mà cách ly để mà kiểm tra trước khi giết mổ và lên xe, hoặc là lùi dẫn con thú dựng xe xuống vào trong lồng phòng để nguyên tắc trong lùi dẫn. Thế ra các bạn vẫn dùng, có thể dùng nguyên tắc này trong trại cũng được. Nếu như trại thì hiện nay thì người ta có hạn chế việc lùi vùng nào vùng khác lắm, an toàn sinh học mà nó cũng có đúng không? Bất cần nó nám rồi đó, các bạn cũng có thể áp dụng những nguyên tắc này. Cái thứ ba là nói tới cái phương tiện, cái dụng cụ hay là cái xe cộ và vận chuyển thì có những quy định người ta dùng như thế nào. Nhất phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn vận chuyển cộ, có khoang chứa động vật, có che chắn, các bạn nghe ba cái này sẽ có nhiều vấn đề. Người ta quy định nhất là xe phải là xe chuyên dụng chứ không phải là xe đa dụng. Chuyên dụng tức là xe đó chỉ là xe để chở heo chứ không thể là hôm nay chở ngày mai chở khác. Xe phải xe chuyên dụng, nguyên tắc là như vậy. Hồi xưa thì mình khó khăn thì người ta có xài được cái chuyện xe chiếc xe tải chở thôi, nhỏ thì còn vui nữa là chở nuôi heo chở xa luôn. Còn bây giờ là xe phải xe chuyên dụng, nếu phải lớn và xe đó phải có che chắn và thông thoáng. Cái hai cái này nó hơi biệt nhau. Che chắn là gì? Nó không có bị nhiệt độ tăng lên, mưa nè, nắng nè, và che chắn tốt để làm gì? Để không có thải cái chất thải ra đường. Che chắn thông thoáng thì là một trong những lý do mà gây chết dọc đường rất là nhiều, hoặc là cái thiệt hại kinh tế do quá trình dọc đường đó chỉ là chết dọc đường. Bởi vì kính khí không thông thoáng, không thông thoáng thì nghĩa là thiếu oxy là một, thứ hai là nhiệt độ tăng lên từ trong cái bộ kỹ các bạn thấy nhiệt độ tăng lên, do đó thì các bạn mà đi xe và không có cái máy lạnh là cũng mệt đúng không? Tôi nhớ chúng ta sẽ đi làm đề tài đi chạy gà, xong rồi đi xe hơi xuôi chạy gà xong rồi đem bỏ vô cái thùng rồi bỏ vô cái cốp xong chạy về gà chết hết, nhưng mà bạn đó từng con gà cũng mỗi một lần hết, bởi vì các bạn không có thông thoáng. Rồi xong lần sau đi cũng thông báo đó là mở cái khớp ra còn dây ra để cái khớp nó mở cái dây vậy thì dây cũng chết chết nữa, đó là dây cầu. Lần sau đi nữa là cuối cùng là vừa mở ra mua một chút cục đá cây bỏ vô thau thành cái bên thì được vấn đề về phương tiện vận chuyển rất là quan trọng, nó phải dây chẳng phải thông thoáng. Cho nên các bạn thấy những chiếc xe chở chở heo chở gà bây giờ nó phải làm sao ở trên che, nhưng mà xung quanh cái ham thông xe nó đều có được khoảng thở để cho gió lùa vào, thì nó cũng không phải, tuy nhiên nó sẽ gây mùi cho bên ngoài và những cái nền nó phải kín để cho mình nó rơi vãi được. Rồi yêu cầu thứ hai, yêu cầu nữa là yêu cầu vệ sinh. Những cái xe vận chuyển này các bạn phải vệ sinh sát trùng rất là tốt. Tại sao đúng không? Bởi vì đây là xe chuyên dụng, cho đó cái xe này nó sẽ đi từ chạy này sang chạy khác, nó đi từ trại sang lồng mổ trong đấy đi tới chạy khác, cho đó đó là cái nguồn lây nhiễm rất là lớn. Và hiện nay dịch tả heo châu Phi xảy ra này, cái người chủ trại người ta ngồi suy nghĩ đủ cái nguồn không, cái nguồn người ta nghĩ là cái nguồn này quá, tại những cái xe này đi nhiều mạng cao lắm, mà các bạn yêu cầu họ vệ sinh hết tuần họ có làm tốt không? Sửa là may lắm rồi đó, nhưng mà bạn không sẽ cùng được. Rất là nhiều các bạn, nếu bạn đi lòng đi trại thì bạn biết đó, xe mà chở thức ăn gia súc thức ăn tới là một nè, mà xe mà đi chở mà lấy heo đi bán đó, hai chiếc xe mà nó sẽ đi rất là nhiều trại, nguy cơ sẽ cao hơn so với cái xe bình thường đâu đó chạy ra, đúng không? Và khi mà đi vào trại rồi thì bạn sẽ trùng sao? Sẽ trùng
thứ nhất là xe sẽ đi qua cái hố, đúng rồi, có nước sát trùng trong đó, xe chạy qua, liệu cái hố đủ dài để xe đủ một lăn bánh hay không là một. Thứ hai là cái nước trong cái hố đó, các bạn có nghĩ là nó thay thường xuyên không? Không, đúng không? Chạy là thay như thế nào? Mà có cái xe thay đó, nhưng mà cái hiệu quả của sát trùng các bạn biết là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào nhiệt độ, ánh sáng và chất hữu cơ. Nếu mà đã nhiễm chất hữu cơ nhiều quá thì cái khả năng cái chất sát trùng nó tồn tại rất là ngắn. Thì liệu có còn không nữa? Rồi xong người ta cho đi vào, xong người ta làm gì? Có một người cầm cái bình xịt, xịt nguyên cái xe. Rồi xong, thực ra xong cũng không biết. Có khi ông tài xế là không bị xịt. Ông tài xế đó là cái ghép của ông như thế nào đó là thôi, cũng như là tại khả năng gây bệnh rất là nhiều. Ha? Vì đó nguyên tắc là những cái con, những cái xe này là phải được vệ sinh cũng tốt. Các bạn biết ở Mỹ năm 2014 ở Mỹ có một cái đợt dịch tiêu chảy cấp trên heo rất là nặng, người ta không biết cách chịu con heo, và cuối cùng những cái trại người ta kiểm soát quan trọng dịch con xe, cuối cùng người ta thấy là các trùng dịch mang cuồng, người ta xây cả một cái nhà kính, nhà cũng như là xe đi vào, người ta đóng kính là hết, người ta phun thuốc sát trùng vào, phun chạy sông hơi đó để còn nửa tiếng. Người ta gọi, nó gọi tiếng Anh, nó gọi là những dịch baking, tức là giống như là bắn vậy đó, và chỉ bỏ vô những cái lò vậy đó thì nó mới hiệu quả, đặc biệt là cái bệnh kia. Rồi như vậy là cái vệ sinh sát trùng tốt trước và sau vận chuyển. Trước vận chuyển thì ai kiểm soát cái vấn đề về khi những xe này được vận chuyển, những cái trại, và thứ hai là chú ý mình để kiểm tra trước khi vận chuyển, nhớ không, mình cấp giấy á, cái xe phương tiện vận chuyển đó mình cấp, là tại vì mình cấp có hai thứ, mình cấp là động vật được phép vận chuyển này, và phương tiện vận chuyển phù hợp trong cùng cái giấy luôn. Và trong thời gian các bạn cũng ghi rõ cái xe mà chở những con thú này là xe có số máy chung thôi, là lúc mà kiểm tra đó là đi xe này, nhưng mà tới khi mà đi ra đi xe khác rồi đó, hoặc là đổi xe khác, cảm nhận chung xe khác thì chừng rất là nhiều trường hợp như vậy các bạn, nên các bạn cần cẩn thận khi cấp giấy trước và sau vận chuyển. Sau vận chuyển nghĩa là sao? Khi mà xe nó tới được lò mổ rồi, cho con thú đi xuống, giám sát cái việc mà bóc vỏ con thú rồi đó, thì xe đó phải có cái khu gom hết những chất thải ra xử lý ở lò mổ. Lò mổ nó sẽ phun thu gom chất thải của cái xe đó, và phải vệ sinh sát trùng xe trước khi xe ra ngoài, thôi chúng ta ra ngoài. Thì công việc thôi mình làm tại lò mổ là như vậy. Rồi những cái xe đó các bạn thấy những cái xe dạng như vậy ha, nó phải có thông thoáng khí, rồi để lùi xe lên. Thật ra ở Việt Nam mình thì xe người ta quy định là không được quá lớn, bởi vì điều kiện không được, ở nước ngoài thì có thể xe rất là lớn. Còn khuyến cáo là nên có những cái chuồng thì những con bò, đặc biệt là bò nó sẽ đứng, thì nó là phải có cái chuồng. Thì cái phương tiện mà họ biết các bạn sẽ có trong cái bài cái ram thì nó sẽ có cái này cái bốc dở dễ, nên cái đường dẫn lên cao này để đi dễ dàng hơn. Và đường dẫn này nó không được quá hai điểm thì nó mới dễ dàng đi làm anh đi lên. Và trên đường đội cũng nó không chịu lên đâu. Rồi cái chỗ này là cái chỗ người ta gọi là cái gì các bạn thấy cái barrier thầy, cái barrier đại khái ở đây á là cách để các bạn đưa những con thú lên cái dĩa vậy, thì nó sẽ có cách tay như này, quay như này, và nó hình vòng cung này, cái chỗ để mà cắt để mà đẩy con thú lên cái nhẹ nhàng nhất. Đưa thú bạn đây là đông rồi mà sẽ kéo các bước lại đẩy dùng điều nhỏ, dùng bộ để lùi nhỏ. Còn xe lùi xe chở thì bạn đuối con bò nó đứng, thì khi nó đứng như vậy thì bạn lưu ý là các bạn phải tạo nhiệt bắt ngang đi gì để không có sụt sịt, đúng không? Tuy nhiên mình không có phải là chồng con này với con kia được, không được quá chặt, nhưng mà cũng không được quá rộng để con thú nó dễ dàng bị sạt té ngã. Và thứ hai là trong trường hợp các bạn con nuôi chở đông như vậy nè, nếu như mà mình không có những cái tấm partition này, cái tấm ngăn này, tấm ngăn này, thì là xe chạy vận chuyển và sẽ dễ dàng chạy là con này nó đè lên con kia, và cuối cùng con này chết, vận chuyển chết nhiều lần. Nếu giờ mình sẽ tạo ra những tấm ngăn để phản cái lực ra đỡ cho nó bị chết. Được. Đó là bản ngàn. Mật độ cũng phải hợp lý,
ta sẽ đi vào bằng một bộ tính sau ta có cái chuyện gì độ. Đương nhiên là chúng ta không biết cách là cái việc là chúng ta vận chuyển rất là nhiều con khác nhau hoặc là cái kích thước khác nhau nên cùng một kích thước. Ví dụ như con ở đây các bạn quy định các bạn có thể đọc trong trong tài liệu ha. Ví dụ con bò, con heo đi. Quy định Việt Nam khuyến cáo một độ là 0.35 m² trên 100 kg. Hoặc là trong quy định cũng quy chuẩn Việt Nam của người quy định cụ thể hơn là đối với heo trọng lượng 100 kg thì cái mật độ là 0.45 m² trên 100 kg. Để đảm bảo sức khỏe của nó. Nên đó là cái phương tiện vận chuyển của mật độ vận chuyển. Không nên chở quá đông, không nên chở xe quá lớn. Còn những bạn, cái người điều khiển phương tiện cũng rất là quan trọng. Bởi vì các bạn chở con thú nó khác chở người nha. Các bạn thấy giống như là đi xe, sẽ biết các bạn nhét đông vô cũng được, không sao hết. Bởi vì sao người có tay nhịn, còn con thú các bạn không thể làm bằng đông vậy được. Ha. Bởi vì xét nhiệt nó sẽ rất là quan trọng, chấn thương thì rất là nhiều nếu mà lái xe không tốt. Lái xe có biết mình đang lái là chở, có kinh nghiệm nhưng mà ai cũng có thể lái là chở không cứu được. Nếu bạn không chở tốt thì bạn sẽ có nhiều sự cố xảy ra. Phương tiện vận chuyển không tốt thì bạn có nhiều sự cố xảy ra. Ở Việt Nam có nữa, nhớ ở Việt Nam có thầy, ở Sài Gòn có luôn, đọc báo có đó, quận 2 á. Lâu quá có lần đi ngoài đường tự nhiên thấy heo đi ngoài đường rất là nhiều. Có thì làm đó là xe người lái xe không tốt, không quen thì lên chở nó không dễ đâu ha. Phương tiện không tốt, phương tiện mà không tốt không chuyên dụng thì nó sẽ nhiều vấn đề để làm clip. Mà nếu như mà các bạn phương tiện không tốt rớt sao lên được thấy vậy. Shipping fever thực ra nó là trên heo, đó là bệnh do Pasteurella.
giống như kiểu tuần vậy đó. Bởi vì người ta nói là trong quá trình vận chuyển, bạn vận chuyển trên một ngày là con thú nó bị stress rất nặng, và khả năng những mầm bệnh có sẵn trên đường hô hấp của nó đó, nó sẽ tấn công để tạo một tổn cấp tính. Thì đó, con thú mặc dù rất là khỏe, vận chuyển tới nơi cái là bị tuổi trình chết đỏ người đó, và quay qua đổi thừa trại cũng được. Bởi vì những mầm bệnh này nó có thường hay có trên đường hấp, và nó không bị bệnh nổi đâu, nó không khả năng bị bệnh nổi, nhưng vận chuyển là một cái bệnh bởi vì stress, bởi vì giảm sức đề kháng. Thì cái bệnh do Bacillaria thường thấy, người ta gọi là do vận chuyển, nó gọi là sức viêm huyết mạch. Có thể chết do stress, nhưng mà cái kém thì cái giãn cơ tim nó sẽ ra. Các bạn có thể thấy được những cái bệnh tích ha, cái bệnh tích như các bạn đi là mổ, bạn thấy rất nhiều trường hợp không nghe rồi nè, thì da của nó có vết dọc vết nghe rất là nhiều, đầy xước đó ha, do bệnh chuyển thôi ha, nhiều lắm. Anh da đi chợ mà mua thịt heo, bạn thấy những cái da nó có những bị rất là đầy xước đúng không, thì rõ ràng bất đầy xước đó các bạn né mà không mua đúng không, thì rõ ràng là thiệt hại kinh tế. Mình nuôi tốt như vậy mình cuối cùng là một triệu tiền bọt thì hại kinh tế rất là nhiều ha. Rồi còn gì nữa, bị bầm dập vì mà đánh đập mấy dọc đường này, lùa lên cũng được, lấy cây đánh đó ha, rồi lấy cây chọn là mà xưa ở là mổ hay là cầm đại nó có cái dây nhỏ thì đâm nghe lên đi lên ha, thì rõ ràng là sẽ thấy rất là nhiều trường hợp bị bầm dập ha, hoặc là thậm chí là xuất huyết tay trên mỡ thì mình ra lan trên mỡ luôn. Thì những nguyên nhân đó là do vận chuyển không tốt. Tuy nhiên nó sẽ có nhiều công đoạn các bạn. Đôi khi những chấn thương này khi mà bạn thấy là mổ, các bạn thấy chấn thương bầm dập thâm tím đó, thì các bạn sẽ quy về trách nhiệm cho ai? Cho là mổ trong vấn đề và lùa dẫn con thú đi giết mổ, cũng có là cũng là một vấn đề gây ra chấn thương, hoặc là cái người lái vận chuyển gây chấn thương, hay là ở trại gây chấn thương. Nó có thể có nhiều công đoạn khác nhau. Như vậy nếu mà nhìn ở lò mổ, nếu mà giết mổ thú ra mà nhìn cái chỗ bầm dập, các bạn vẫn có thể biết được là công đoạn nào đi và cách nào, bằng việc đánh giá cái màu sắc của cái bệnh tích bầm dập thâm tím đó. Nếu mới bầm dập thâm tím, trong quá trình lùa dẫn giết mổ thì cái chỗ bầm dập nó phải màu gì? Màu đỏ ha, màu đỏ. Còn nếu như mà nó trong quá trình vận chuyển, thường là nó phải màu giống như màu đỏ sậm, hoặc giống như là gelatin luôn, mà nó hơi đỏ rất là đậm ha, mà nó có thể quánh lại ha. Còn nếu như mà lâu nữa thì nó chuyển sang màu cam. Đối bằng lâu nữa thì màu gì? Màu gì? Các bạn nào có từng bị bầm á? Ha, màu vàng đúng rồi ha. Và từ bị dầm bầm, các bạn thấy đầu tiên màu đỏ, xong đỏ sậm xong rồi chuyển sang màu tím, rồi chuyển sang màu cam đúng không, màu vàng, đúng không? À, thì dựa vào thời gian cái màu sắc đó thì ta sẽ ghi là như vậy là nó ở công đoạn nào, mình đổi thừa được hoặc là mình né được. Nếu ai đổi thừa mình biết cách né đúng không. Tôi có một cái ca mà nhờ tôi tư vấn là cái chị đó, chị làm lò mổ, chị giết mổ con thú xong cái chị thấy là trên cái con gà đó, ức con gà đó, cái thịt ức con gà nó, các bạn thấy cái xương ức nó hình giống chữ T rồi, thì nó cái góc xương ức này nó có một cái thịt, khối thịt có thịt to ức mà, thì lúc nào ở trong cái khe chỗ cái chỗ vuông góc đó, nó có một cái vết bầm mà nó màu xám xám, ha, nó không phải màu đỏ xám. Thì bây giờ tôi hỏi là do vận chuyển hay do giết mổ hay do chăn nuôi hay là do cái gì? Nhiều lắm, ha. Thì thật ra cái vấn đề đó nó liên quan tới, nếu mà nó màu vàng như vậy thì thường thường là màu vàng hay màu xám như vậy, thường thường nó sẽ liên quan chăn nuôi nhiều hơn, chứ nó không liên quan giết mổ hoặc là không liên quan vận chuyển đâu. Và thứ hai là đây là một cái loại, một cái kiểu biểu hiện khá phổ biến trên con gà mà nuôi công nghiệp, mà cái năng suất nó rất là cao, tức là nó tăng trọng rất là nhanh. Và thứ hai là mật độ chăn nuôi quá đông thì dễ bị tình trạng này. Tại sao tình trạng này biết vậy? Tại sao
là sẽ gốc gốc xương ức của nó là bị thoái hóa, cơ gốc xương ức đó không mở rộng nhiều à, thì nó đây là một hội chứng nó gọi là flapping syndrome hay là gì đó, đây là hội chứng đập cánh à, tức là con gà của mình nó lớn, nó kích cỡ nó phát triển mạnh như vậy, và khi điều kiện stress như vậy đó thì nó hay có những biểu hiện đập cánh à, và đập cánh nó gây xuất huyết cái cơ, cái đường mà cái thuốc cơ nó quá to thì dẫn tới thoái hóa cái gốc cơ bên trong à, nó sẽ liên quan tới bị cái mật độ chăn nuôi quá lớn à, và con gà nó phát triển quá nhanh cái cơ à, và khi bị stress như vậy thì nó hay đập cánh, hội chứng đập cánh, và đập cánh nó gây ra tình trạng thì lúc đó các bạn biết được cái màu sắc của cái chỗ vết bầm dập đó thì các bạn có thể hình dung được là nó gây ra này là những trường hợp mà các bạn sẽ phải bị hủy ở trong cái quy trình mổ ha, phải hủy bởi vì vận chuyển không tốt, đối xử con thú không tốt trong quá trình vận chuyển. Đây là một ca nữa, người ta thấy rất là nhiều bò ở những cái trại đem tới nó đều lầm nhập cái thông. Thì giờ cái điều tra ngược lại là tại sao nó gần được như vậy, để mà hạn chế những cái bệnh tích mà phải loại bỏ trong mổ, đó là thành contamination, tức là bị loại bỏ trong quy trình mổ. Thật ra rất quan tâm tỷ lệ này các bạn. Các bạn chăn nuôi vận chuyển tốt không tốt để mà cái tỷ lệ này bị nhiều không ít ít trong trong loại mổ. À, bởi vì nó thành trực tiếp tới kinh tế. Ví dụ trên gà, các bạn mà kiểm soát ở lò mổ gà đó, các bạn hay loại bỏ những cái gà mà cái chân nó bị phỏng, nó đen hết cái chân như vậy à, thì những cái con gà đó các bạn có thể cắt ra, các bạn có thể xài được một cái phần của nó thôi, chứ các bạn không bán nguyên con được à, thì cái tình trạng phỏng chân đó đối với các bạn, tại sao con gà bị phỏng chân à, con gà cái bàn chân của nó các bạn thấy nó đen hết bàn chân nó vậy. Dưới cái bàn, dưới cái chân. Cái chất động chuồng. Cho chất động chuồng. Ngay cho chất động chuồng liên quan tới gì nữa? Tại sao chất động chuồng lại bị vậy? Ammoniac. Trường hợp là bị ammoniac. Chuồng không tử. Quản lý thực hành không tốt nè. Ẩm ướt nè. Ẩm ướt thì nó sẽ tạo ra nhiều ammoniac và thành axit. Dẫn tới là nó sẽ nhập vào phòng cái bàn chân của con gà. Thì ở đây nè, cái ca này nó là bị rất là nhiều thế này. Người ta quay trở lại, người ta nói liên quan cái gì? Liên quan cái đây. Liên quan cái đường dẫn con thú lên xe. Thì cái đường dẫn này nó lại bị hẹp một góc nào đó, góc dẫn. Đó là con rất nhiều con, hơi to hơn con bình thường chút. Thì nó bị vướng cái này rồi mình giống như thay vì nó đi từ từ qua thì mình lùi dẫn các bạn giống như là thích mình đẩy rồi đó, rất là nhiều con bị tình trạng này à, thì đó là cái chất lượng liên quan tới đường dẫn, nó đơn giản nhưng mà lại là thiệt hại kinh tế, những cái mình không nghĩ tới nhưng nó là thiệt hại kinh tế nhưng mà nhỏ như vậy. Như vậy cái nguyên tắc, những nguyên nhân có thể là liên quan tới cái trang thiết bị xử lý kém hay là phần chuyển kém thì có thể dẫn tới những tình trạng mà tập cái lòng mỗi ngày trong cái thể bị các nhà kinh tế rất là nhiều. Rồi những bệnh do bệnh chỉ thì đó là shipping, fever, salmonella, sốc nhiệt, co giật này, nguyên nhân là do stress nè, tử số là cho mình nghĩ là khi mà nhà phải nhỏ 1%, những yếu tố liên quan đến cái chết trong quá trình bệnh viện, ăn no là dễ chết trong một kiểu nha, rồi thông thoáng kém, nhiệt độ môi trường quá cao, do đó là bạn phải vận chuyển đến thời điểm nào phù hợp, buổi tối, từ là buổi tối, ha, và từ đi vận chuyển quá xa, vậy đó là nhiệt độ cao, vậy thôi, ha, đó là cái yếu tố ảnh hưởng tới vận chuyển. Mà ngày nay người ta vận chuyển không chỉ bằng xe, không bằng tàu nữa, vậy đây mình sẽ không đi thì cập tới là cái phương tiện vận chuyển phù hợp như thế nào với tàu. Đây là cái hình xem tàu vận chuyển từ Malaysia sang Singapore. Ba Lan.
heo người ta chỉ, các bạn ở dưới miền Tây thì nó có cầu vận chuyển mà nó nhỏ thôi, nó vận chuyển chích cái đồng này, chích cái đồng này, vậy cũng mày mới xong cái chích cái đồng đây. Thì đó là cái phần liên quan tới vận chuyển.